Chuyển sang ghi nhận ở huyện Đất Đỏ. Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ đã tổ chức họp triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh do chủng virus mới Corona gây ra. Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện, phòng y tế phải liên tục cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền hướng dẫn người dân và cộng đồng hiểu rõ tình hình của dịch bệnh để tăng cường các biện pháp phòng tránh. Trước khi họp triển khai kế hoạch phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ đã ban hành văn bản chỉ đạo trung tâm y tế bố trí khu cách ly, phân khu điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm bệnh, chuẩn bị thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các trường học phun thuốc hóa chất chloramin B khử trùng. Tại thị xã Phú Mỹ, trung tâm y tế thị xã đang tiến hành phun hóa chất sát khuẩn tại các trường học, tổ chức tập huấn cho cán bộ nhân viên y tế cách xử lý phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới, đồng thời phối hợp với thanh tra Sở Y tế làm việc với các hiệu thuốc trên địa bàn ổn định giá khẩu trang, phối hợp với trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thị xã tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh, diễn biến của dịch và các biện pháp phòng tránh trong cộng đồng dân cư. Tập trung nhiều khu công nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp Trung Quốc, nên Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã yêu cầu lực lượng công an tăng cường quản lý, nắm bắt tình hình lao động, chuyên gia người Trung Quốc lưu trú tại địa phương trong thời điểm này, khi dịch bệnh viêm đường hô hấp diễn biến nghiêm trọng mà tâm dịch là Trung Quốc. Ủy ban Nhân dân thị xã cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị xã phường tăng cường tuyên truyền để cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân chủ động phòng chống dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan chức năng, giám sát, kiểm tra người, động vật, phương tiện vận tải và hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu qua các cảng. Ngành y tế chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, kịp thời xử lý khi có người lây nhiễm bệnh. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện Long Điền phối hợp với các xã thị trấn tiến hành phun khử trùng toàn bộ các trường học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn. Ở các trường học trên địa bàn huyện Long Điền, những khu vực được phun thuốc khử trùng là sân chơi, phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, hành lang, bếp ăn, khu vệ sinh. Các trường học trên địa bàn huyện Long Điền cũng tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Cũng tại huyện Xuyên Mộc, kế hoạch phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang được triển khai quyết liệt. Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đã thành lập ban chỉ đạo phòng tránh dịch bệnh, giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo và các cơ quan có liên quan. Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế cung cấp, chia sẻ thông tin chính xác và triển khai các giải pháp phòng bệnh, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh khẩu trang, thuốc sát trùng y tế nâng giá, không niêm yết giá, giám sát du khách, công dân nước ngoài ra vào địa phương, vệ sinh khử trùng các trường học, các khu tập trung đông người.